Gì là ngon rồi. Hôm nay thiếp bảnh hay bị ghê. Một tay huấn luyện chim săn nha các bạn. Quá hài lòng về thành quả của mình. À, quá trời luôn các bạn. Nè. Còi lửa. Còi lửa. Ê, trần nghịch. À. Tuyệt vời, một chùm luôn á. Một ê luôn. Còn săn được cả hoa sen nữa nè. Rồi các bạn cùng theo dõi video nha. YouTuber mới nổi Huỳnh Minh Đằng. Chào các bạn. Mình lau camera, mình đang lau cái áo mà ngay chỗ đầu vú á, nó sạch. Đâu chim anh đâu? Chim anh. Chim dưới đây. Đây sẽ thủ. Con nhỏ nhìn con này chưa biết con gì luôn. Thôi ăn đi mà. Mày nhìn đây là mày thấy tương lai của mày đó. Đúng rồi. Kệ nó. Nói vậy á. Nếu ăn cho nhìn đói với mẹ không. Hai con săn hai hướng không là hồi lại. Xuân này con không về. Tầm này nó bốc lên bất ngờ mà. Nước hả? Chỗ này lúng không anh Đặng? Em đi theo. Em đi chơi với anh Đặng. Cho ông kia đi săn spa đi đường kia. Không, con nó không phải của mày đâu. Con chị ba không phải của mày đâu. Này, anh em đi săn về tránh trường hợp chụp chim nhau nha các bạn, nên phải đi xa. Bên kia cho hai anh em dẫn chim nhỏ đi bên kia. Mình sẽ đi bên đây. Em đi bên đây đúng không nào? Đi bên đây đỡ sợ đúng không? Đường này của anh Đặng bữa đi không ai hết nè. Đi săn như vậy là cò với chim nó cất lên đột ngột nha các bạn. Đòi hỏi con chim nó phải nhạy lắm. Người cầm chim cũng phải nhạy nữa. Bên kia có hai anh em đang săn bển nha các bạn. Phải đâu, bển anh nó chê á. Chê đó. Con này nó thích bắt mấy con bự bự không à. Săn đây bãi sen đẹp ghê các bạn. Các bạn mà có cơ hội trải nghiệm về mới biết được cái gọi là cái sự mệt nhọc của anh em đi săn. Lội mà không kịp thở luôn các bạn. Hy vọng hôm nay cu bảnh làm nên trò trống gì đây. Làm bậy mấy anh chích ha anh nạc. Dí dí. Rồi. Dí hụt một cái các bạn. Bay lộn hướng. Con cò nó bay xa quá, con chim của anh Đằng lên cây rồi các bạn. Anh gọi nó xuống. Thôi mình sẽ đi ra ngoài nha các bạn. Ra ngoài chút xíu anh Đằng anh đi ra coi có săn được con nào không. Hôm nay mình mặc quần không à, không có mang đồ bảo hộ nên không có lội đi theo được. Mặc quần dài nó chứ khó lội lắm. Thôi mình ra ngoài đây mình chờ vậy. Đây sen nữa các bạn. Cái này ăn được nè, nhưng mà cái này còn nhỏ quá. Ừ, chờ xíu anh hái cho. Anh đang tìm búp lớn. Nó sen đẹp ghê không các bạn. Đi về con hả? Chân nghịch. U hay gì? Ừ, lúc này thấy có chân nghịch. Ờ, dí được chân nghịch là đỉnh á.
ở đâu? Chân nghịch đó. À đúng rồi, đúng rồi, chim chân nghịch các bạn. Còn quay gần đi. Đây, qua chỗ các bạn. Bình tĩnh của bánh. Anh chỉ quay phim chú thôi mà. Nè các bạn. Dí hụng bìm bìm mà cuối cùng bắt chân nghịch. Thôi mà. Thôi thoải mái đi. Ai làm gì mày đâu? Bắt chân nghịch. Ai dành mày đó mày? Đây. Hồi nãy mà anh buông ra, anh không buông ra dính bịp bịp rồi. Đây là chủ của nó nha các bạn. Đó, hôm nay. Bây giờ không có cái chuông điện tử nên tìm khó. Đúng rồi, nó mới mất cái chuông các bạn. Bình thường có chuông điện tử bấm cái nó kêu à. Tầm này mà không kiếm ra nó là nó ăn xong rồi là xong luôn á. Nó tia tia qua đây này, nó đìa nó. Đúng rồi. Ù hay ghê ta, bắt được chân nghịch. Chân nghịch cũng hiếm bắt được chứ bộ đúng không? Ừ, hiếm. Thường bắt được cút bèo nè, rồi chích nè. Với lại anh Quốc. Hay quá chị Bảnh ơi. À, chị Bảnh nhau lòng. Anh đặt tên cho chim săn lầy quá. Con thì cu nhí, con thì chị Bảnh. Này chị Bảnh lập công nha các bạn. Thôi mà đừng có giận mà. Quá êm luôn, bắt được con chân nghịch. Thì vời nhớ các bạn. Nay chị Bảnh thành công lắm các bạn. Nãy săn được chích với lại cò lửa với lại mò nhát nữa. Nay chị Bảnh lập công quá nhiều. Quá đỉnh. Đỉnh không phải con chim mà chủ nó cũng đỉnh nữa nha các bạn. Ngày mai cho các bạn coi clip nó dí. Đúng rồi. Chích nha, chích cò lửa. Ai mà thích coi clip dí cận cảnh thì qua YouTube của anh Đằng nha các bạn. YouTube của anh Đằng tên là Huỳnh Minh Đằng. Chân nghịch này mập á. Như qua bên đó các bạn đâu thấy mặt đường mặt của anh Đằng đâu. Chỉ có ở đây thôi. Trời ơi, idol. Tuyệt vời thím Bảnh ơi. Đó, các bạn coi thấy săn dễ dàng vậy thôi chứ không phải là đơn giản đây đâu. Mới là chân nghịch các bạn. Bán ngoài lề đường nhiều khi là con cút á. Đúng rồi. Nhiều bạn không biết chứ ra đường cứ mua gọi chim chân nghịch chứ toàn cút không các bạn. Cái chân của con chân nghịch nó hơi giống như con cút vậy đó. Nó các bạn phân biệt nè. Với cái mỏ của chân nghịch nha. Mà ra ngoài đường nó bán hầu như là nó cắt cái mỏ. Còn cái mỏ nè. Trời ơi ngoài đường giờ này tin được ai. Chân nghịch này cũng chim săn cũng ít bắt được lắm. Thi thoảng. Nó lẹ lắm. Chân nghịch này với lại con mắt xéo hay là gọi mất xéo các bạn. Hai con này nó bay nhanh. Chim săn khó bắt lắm. Các bạn thấy săn dễ dàng không? Nhưng mà cả một quá trình huấn luyện nha các bạn. Nhiều ông cứ bảo bán em con chim. Về đâu phải về là săn liền đâu các bạn. Về còn phải qua quá trình huấn luyện. Rồi phải tùy con chim nữa. Nói chung là cả một nghệ thuật. Hay quá thím Bảnh ơi. Nó dí tuốt ngoài ruộng vô tới bãi dừa này cho các bạn. Làm tìm nãy giờ 15 phút. Quỷ à. Rồi quá êm rồi. Nãy giờ mà nó bắt không dính à. Nay cú Bảnh rất là thành công nha các bạn. Hôm nay mình không có mang quần bảo hộ, không có lội theo anh Đằng được. Đây các bạn. Quần này quần của mấy bà hái rau muống á. Anh Đằng cấp anh Đằng đi lội chim đó. Giỡn thôi chứ quần này để lội chim săn nha các bạn. Quần chỉ dụng của anh em đó. Giới thiệu thành quả của đây. Nãy giờ quên quay thành quả của Bảnh cho các bạn coi. Đây các bạn. À quên, đây thành quả của mình. Này, đây cu Bảnh nè các bạn. Này hơi bị nhiều nha. Đây các bạn. Không, hồi nãy cột chân rồi. Có vuột không? Này các bạn. Hai con chích nè. Một mỏ nhát. Con cò lửa nữa. Con cò lửa bên kia các bạn. Cò lửa không mắm kìa. Trong mắm này ăn nè. Ủa, Chica có đó nữa hả? Này các bạn. Đây. Lớn lên là sát thủ hết nha các bạn. Đó, đây một sát thủ kìa. Đây cũng sát thủ luôn nè. Thôi đừng có căng. Mới quay thôi mà căng.
Hôm nay anh em đi săn thành công mỹ mãn. Đây một cò lửa, hai con chích, một con dễ run hay gọi là con mắt xéo, ở chỗ khác thì gọi là con gì nữa nặng, mỏ nhát nữa các bạn, nhiều tên. Mấy anh em chim săn gọi nó là vua tốc độ. Đúng rồi, thường thường mấy con này khó săn lắm tại nó bay nhanh. Còn đây con chằn gịch mới bắt được. Khi nó bắt được quá mình luôn. Thưởng cho nó ăn cái đầu. Quá tuyệt vời, thanh niên kia còn lội ngoài kia không biết được con nào không. Thanh niên kia chim nhỏ hôm nay mới ra bãi săn cò lần đầu. Các bạn muốn coi clip của con chim nhỏ nhỏ đó thì các bạn có thể coi clip spa săn sẻ của mình á. Trên kênh của mình cũng có clip săn của con đó. Chim săn thì nhiều dòng lắm nha các bạn. Ô, hàng chích này. Tủ lạnh nó nặng chắc giờ hơn chục con rồi quá. Chục con chích rồi quá. 21 làm clip chế biến món chích cho các bạn coi. Đây hai con chích. Đẹp ghê không các bạn. Này sao nó hứng lên nó bắt toàn mấy con phóng nhanh không ha. Phóng nhanh vượt ẩu không à. Mấy con vượt đèn đỏ không à. Cái con này làm gì có bằng lái. Ừ. Nó tối ngày chặt cua vượt đèn đỏ. Êm quá êm. Thảo thanh niên này cầm hai anh chích về tạ lỗi người yêu chứ. Thôi. Hả? Hai anh chích này là phải nấu cháo chị ăn xóm. Chị ăn kẹt. Chị ăn xóm. Tới chị ăn xóm luôn rồi các bạn. Cái vô mà chị ăn xóm rồi đó. Chị ăn xóm lúc nào bị đau bị ốm á, mình xách con này qua, mình nấu cháo cho chị ăn xóm. Đó, thể hiện sự tốt bụng của người hàng xóm. Gọi là quan tâm giữa hàng xóm với nhau thôi. À, vì làm món chích này, hầm hạt sen này. Chích hầm hạt sen êm á. Không, có thể là clip sắp tới mình sẽ làm chích hầm hạt sen ngay tại bãi này nha các bạn. Mình sẽ đi hái sen. Rồi mình nấu với chích luôn. Cái đó hên xui thôi. Cái đó mình chưa dám chắc. Cái đó chỉ là trên dịp tính thôi các bạn. Đây. Rồi quá êm luôn. Nay anh em đi săn quá vui rồi, thành quả quá nhiều. 6 con. Trời chuyển mưa các bạn. Lát nữa anh em sẽ làm clip tắm mưa kể chuồng. Chờ ông kia vô nữa anh em mình có thể sẽ dọn về. Tạm nay trời dầm mưa quá rồi nè. Đây một lá thủ chuẩn bị nổi nha các bạn. Chuẩn bị nổi nha. Ai mà mua lá dừa có thể liên hệ với Hưng Hiếm nha. Tại vì mình, các bạn có thể coi các clip bắn lá dừa của trên mình á, trên clip của mình á. Nhưng mà mua lá dừa thì liên hệ thanh niên này nha. Tại vì lá dừa bên mình cũng hết rồi. Đây, lá dừa ABS. Đây nha các bạn. Trắng như lục trinh. Nói thiệt chứ ăn thua là người bắn thôi các bạn. Chứ cây ná nào thì bắn cũng giống nhau thôi. Quan trọng là người bắn á. Thì anh nào mà có kinh tế thì có thể mua mấy cây ná mắc mắc. Còn không thì mình mua ná nhựa mình chơi cũng kiếm chim kiếm đồ với người ta được, có sao đâu. Đúng anh Đặng? Đúng rồi. Em nói theo hợp lý không? Ờ, hợp lý. Hợp lý nha, kỳ luôn chứ. Hợp lý làm con ấy. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đây em chưa học ăn sao cũng được. Không các bạn? Nói gì chứ con chằn gịch em cũng mới thấy lần đầu á. Thấy nó full lông á. Chằn gịch còn toàn thấy bán ngoài đường không à. Chân như này ngoài đường nó bán chân màu đỏ. Cái chân này giống như là ngoài đường toàn bán cúc không à. Mấy con cúc cắt mỏ nữa đó. Cúc mà. Ốc cao chứ đâu phải. Con ốc cao. Chằn gịch nó chân đen màu đen. Giống nhau. Mỏ đỏ. Đó. Giờ mà muốn làm lẩu hai con này dễ thôi, có sen nè, có rô muống nè. Thấy không? Rô muống này đỉnh lắm luôn á. Tại vì tụi mình săn đây hoài tụi mình biết mà. Tầm ngày hai ngày à, đã lên. Quá trời lên luôn. Ngon. Lấy con khác cho nó. Đây các anh em chim săn, mỗi ông đều có một con hết á. Em chết. Nhưng mà hôm nay hả? Con này mới về, con này chưa săn được các bạn. Đây, ấn với nước dừa thì cũng có thể các bạn, cũng có thể thấy ra món gì rồi ha. Đây, bé cưng. Chim lớn săn là chim nhỏ ăn nha các bạn. Từ nhỏ mình nên tập như vậy nè, lớn biết nó vồ mồi. Đây một bé nữa này. Cái cưng không?
Bị mút lớn lên là sát thủ hết á. Từ nhỏ mà bản năng của nó đã biết xé rồi mà. Bạn kia đang chú dành ăn. Thấy ta ăn thèm lắm. Thằng nào ạ? Thì vẫn nãy sợ chuông xin bà chào. Tại vì cái chuông kia mà cái chuông điện tử thì hư, còn cái chuông lục lạc xịn thì nó nằm ở nhà rồi. Nên không có nên cứ mua đại cái chuông này giống như xe kéo kéo vậy á, chuông trên lưng nè, hai chuông hai chân nè các bạn. Đỉnh không? Đây. Giờ chắc anh em kết thúc rồi đi về thôi các bạn. Trời chuyển mưa rồi, gió quá trời nè. Nhìn tàu dừa nó đổ gió quá trời nè các bạn. Về thôi người yêu ơi, mưa rồi. Anh em mình về nha các bạn. Hy vọng các bạn thích video của mình nha. Nhớ bấm like và subscribe cho mình cũng như mấy chú chim săn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo nha. À đừng quên bấm cái chuông để theo dõi các clip tới nha các bạn. Thôi anh em mình đi về đây. Tổng chào mọi người.